thường xuyên là chở nhau đi học, mà cân nặng của tụi em hồi đó thì cộng lại cũng cỡ cả 120 kg rồi. Thành thử nha, chiếc xe đạp là cái tình trạng bị gãy trong đầu tuần chắc cũng có thể 2-3 lần rồi. Dạ, thường là gãy bánh trước hay bánh sau? Dạ bánh sau. Chậm mặt chậm tay chậm chân chậm mỏ đó, vui không? Thật sự lúc đó từ nhỏ lớn lên là em có quen mình, anh có vợ em là duy nhất à. Thành ra tới lúc đó bỡ ngỡ đúng không? Không có gành. Khám phá tò mò sao? Dạ, cái cảm giác của em thì không có cảm xúc gì cho lắm, tại vì giống như là em chưa biết mấy chuyện đó hồi nào vậy, em chưa biết tới mấy chuyện đó luôn. Hung thì cảm giác thì tim đập thình thịch thì còn mấy cái chuyện đó là em hoàn toàn không biết, cho nên là mấy lần đầu là coi như là tụi em vậy lần sau mới bắt đầu vô cảm xúc với tôi. Tức là vừa không cảm xúc mà bởi vì là căng thẳng hồi hộp đúng không? Dạ. Đó là phụ nữ đi, còn em có bị gan vậy đó, không biết gan luôn. Rồi xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thanh Nhân, năm nay 26 tuổi. Hiện là công nhân viên ở xã, em đến từ An Giang. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Tuyết Minh, năm nay em 26 tuổi. Em cũng là công nhân viên ở xã và em là chung quê với chồng em ở An Giang. An Giang luôn? Dạ. Là hai đứa từ An Giang lên đây. Dạ. Tôi đoán rằng là các bạn là một cặp đôi mà đã yêu nhau từ thời thanh mai trúc mã. Các bạn học chung với nhau ở một cái trường, ở trường quê đúng không? Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và từ đó bắt đầu yêu nhau. Dạ, cấp 1, cấp 2 chắc không tới đâu ạ. Định mệnh của tụi em là quen nhau là khi tụi em học chung với nhau năm lớp 9. Đó. Rồi sau thời gian học thì cái ấn tượng mà em và chồng em lúc mới gặp đó là em thấy anh rất là hiền, thật thà. Rồi cái tướng người cũng cao to, nhìn thấy cũng đẹp đẹp. Rồi giống như mình hợp tần số với nhau hay sao đó, rồi để ý tới ha. Còn em thì sao? Còn lúc đó thì trong mắt em, vợ em lúc đó đặc biệt là lớp trưởng, trong lớp học rất là giỏi. À, thêm cái đặc điểm nữa là rất là ú, dễ thương. Đến lúc cắm trại, là trường tổ chức 26 tháng 3 cắm trại thì tụi em có chơi trò chơi chung với nhau, rồi lúc đó mới chủ động nói chuyện. Rồi sau những cái lần đó thì bắt đầu tụi em viết thư tay cho nhau, nhưng mà đặc biệt là em là người viết thư cho chồng em trước. Em có trả lời lại không? Lần đầu tiên nhận thư thật sự là rất là cảm giác rất là lạ, tại vì sao bạn nữ này viết thư trước, trong khi đó mình đã thích cũng từ đầu năm tới bây giờ rồi. Có để ý quan sát, nhưng mà thật sự là lúc đó em rất là nhát, em không có dám viết thư trước. Vợ em làm vậy thì em thấy em rất là thích, em trả lời lại. Rồi cái từ đó về sau hai đứa trên lớp thì cũng không có nói chuyện, nhưng mà về nhà cứ viết thư. Đến khi nào thì bắt đầu mới tỏ tình và bắt đầu là thân thiết nhau hơn? Thân thiết nhau thì có lẽ là lên tới tận 12 tụi em mới thân thiết với nhau. Thì em với chồng em thì thường xuyên là chở nhau đi học. Mà cân nặng của tụi em hồi đó thì cộng lại cũng cả 120 kg rồi. Thành thử nha, chiếc xe đạp là cái tình trạng bị gãy cầm một tuần chắc cũng có thể 2-3 lần rồi. Mà thường là gãy bánh trước hay bánh sau? Dạ bánh sau. Rồi còn những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Lúc mà em với chồng em quen nhau thì bạn bè chung lớp với lại những cái bạn lớp kế bên cũng biết. Nhưng mà giống như là vẫn có người khác thích. Có một lần em phát hiện cái tay áo của chồng em nó bị rách. Cái em mới hỏi ảnh là tại sao bị rách. Rồi sau đó anh mới nói cho em biết là tại vì cái bạn học chung lớp giỡn nhưng mà hơi xéo sắc là lấy cây kéo cắt cái tay áo. Em mới tức quá em cầm cái tay áo em xé luôn. Tại vì em không thích vậy. Giống như là em muốn nói với chồng em là em không thích cái hành động của bạn đó. Vậy em xé đặng cho anh biết là cảm giác của em là cái gì nè. Em không muốn cái bạn nữ khác mà giỡn cái kiểu giỡn vậy. Chị muốn hỏi em cái cảm giác ngay khi mà vợ em xé tay áo em á, em có cảm giác là trời ơi, mai mốt lấy nhỏ này về nó xé người mình luôn không? Đúng chị, lúc đó em cũng thấy sao mà không giữ giữ giờ bình thường đâu có vậy đâu. Mà sao có chừng lại không? Có bị chừng lại xíu không? Dạ không, lúc đó hay là thích? Lúc đó cảm giác vẫn thấy lạ lạ, thật thấy vậy còn thích hơn nữa. Rồi sao, cái mối tình học trò có cái gì nó đi quá không? Ngoài cái việc viết thư tình, tỏ tình thì có nắm bây giờ anh hỏi thẳng không? Luôn đi, mệt có quá. Có hôn má không? Năm 12 cái giai đoạn mà nghỉ Tết anh. Em có vô chợ, giờ em đi chơi Tết. Dự định trong đầu lúc đó là đi kiếm chỗ vắng để hôn lén. Nhưng mà chạy hoài gặp chỗ vắng thì đợi cho cái người, đợi coi có người ta hay không. Chút thì gặp người ta rồi lại thôi. Cứ tiếp tục chạy cũng hết buổi tối đó, cũng lâu lắm mà cỡ hơn tiếng đồng hồ. Tại vì tụi em rất là nhát cho nên là cứ thấy người ta hay thấy đèn chứ là không, anh cũng không dám làm gì em. Sau đó cuối cùng đưa vợ về nhà rồi cái kêu vợ đứng xuống, cái bắt đầu tranh thủ. Lúc đó không cần biết có xe hay không, cứ hung đại cái cũng không có biết là chắc đó hung trúng đâu. Không đâu. Lúc đó em ngồi ngoài trước, cái vợ em bước xuống là vợ. Ngồi trước luôn đi. Anh đứng trước mới được. Trước ngồi luôn đi đó. Đúng thế luôn mới được. Anh gì? Vợ em bước xuống nè, bước xuống anh đang là vợ. Chưa có dính kỹ nữa. Rồi sau đó có thường xuyên hung lén lúc nữa không? Sau đó thì tại vì em học cao đẳng ra trường trước vợ em một năm, em đi về quê trước, nhưng mà về quê không có được mấy tháng cái nhớ quá chịu không nổi, quyết định là xuống Cần Thơ xin việc
ở lại đó làm rồi đợi vợ học xong mới về. Quay trở lại thì em chưa có, em không có phòng, à, lúc đó em ở chung với vợ em luôn. Ở là chung hai đứa phòng. Ở chung phòng. Dạ. Dạ. Đúng không? Rồi cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ, dạ. Ở chung phòng thì muốn gì cũng ăn cơm trước kẹn. Có không? Dạ có ạ. Vậy là cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa mà gọi là chạm mặt, chạm tay, chạm chân, chạm mỏ đó, vui không? Thật sự lúc đó từ nhỏ lớn lên là em có quen mình nên có vợ em là duy nhất hả? À. Thành ra tới lúc đó bỡ ngỡ đúng không? Không có gành. Sao? Khám phá tò mò sao? Lúc đó cũng nghĩ là hai đứa sẽ tiến xa hơn, rồi hỏi vợ em có biết về mấy cái biện pháp tránh thai rồi không? Đó, vợ em lúc đó ba cũng không biết gì chân, hỏi không biết gì chân. Thành ra em lên mạng em kiếm, em sợ tìm đủ thứ chuyện trên đời chứ. Ừ, mà dạ. Vui không? Dạ, cái cảm giác của em á thì em thì không có cảm xúc gì cho lắm. Tại vì giống như là em chưa biết mấy cái chuyện đó hồi nào vậy, em chưa biết tới mấy chuyện đó luôn. Hung thì cảm giác thì tim đập thình thịch thiệt. Còn mấy cái chuyện đó là em hoàn toàn không biết. Cho nên là mấy lần đầu là coi như là tụi em vài lần sau mới bắt đầu vô cảm định. Xúc với tôi với nhau là vừa không cảm xúc mà bởi vì là căng thẳng hồi hộp đúng không? Dạ. Thành đó là em... phụ nữ chứ. Còn em? Em cũng bị gan vậy đó, không biết gan luôn. Rồi đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ, sau đến đó? Tháng 3 của năm 2016 thì tụi em cưới. Kỷ niệm mà sau khi cưới là trong cái ngày cưới á, em cứ nghĩ là chồng em chắc cũng tiếp đãi bạn bè, rồi sau đó nhậu xỉn đồ chắc cũng ngủ. Nhưng mà cái em thấy em bất ngờ là không ngờ ngày hôm đó ảnh còn tỉnh queo, mặc dù ảnh cũng uống, rồi ảnh còn xuống ảnh chà nồi tiếp em nữa. Nguyên cái nồi to đùng là ảnh rảnh nguyên cái nồi đó anh chà tiếp em nữa. Cho nên em cảm thấy cũng bất ngờ trong ngày hôm đó. Là cưới xong là phải vô đêm tân hôn với mắt mới gì, còn kia để cho bà con rồi đó, lúc đó là anh chị em. Chứ quê thường đám cưới buổi trưa. Buổi trưa xong là phải dọn tới chiều. À, vậy đó hả? Ồ. Đó, có trưa tân hôn. Ồ, vậy à, có trưa tân hôn hay là đêm tân hôn? Dạ đêm tân hôn chứ không có trưa. Trưa đó là ngoài đường không à? Trưa. Rồi, bao lâu thì mà em mới có em bé? À, tụi em cưới nhau cũng khoảng một năm hơn thì lúc đó tụi em cũng có tin vui. Lúc đó thì em có bầu. Nhưng mà khi em mới có mang bầu khoảng 4 tuần thôi thì em bắt đầu có cái biểu hiện đó là đau bụng. Rồi tụi em phải đi khám. Khám thì lúc đó bác sĩ bảo là em bị giảm tiểu cầu. Thì em bé vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà cái tại vì tiểu cầu của em nó không biết tại sao nó cứ giảm hoài như vậy. Thành thử ra bác sĩ rút tủy để xem coi là mình có bị bệnh gì về máu hay không. Nhưng mà rút tủy xong rồi thì cũng không có phát hiện bệnh lý nào hết. Nhưng mà tới khoảng giai đoạn tháng thứ 6 thì lúc đó em biểu hiện bệnh nặng hơn. Là hai cái bàn tay của em lúc đó nó bị sưng lên, không có làm gì được hết. Thêm cái phù chân đó. Rồi thêm bị phù chân. Rồi lúc đó phải chở ngược ra ngoài bệnh viện huyết học để khám coi xem nó có bị gì không đó chị. Thành thử ra lúc đó khám rồi mới biết là mình có biểu hiện của tiền sản giật, rồi phải nhập viện. Lúc đó em nhập viện khoảng một tuần ở bên Chợ Rẫy, là hai vợ chồng em ở trên đó. Mà cảm giác những ngày đó nó bế tắc lắm, tại vì không biết mình bị bệnh gì. Bác sĩ cũng không cho mình gành là mình bị thận hay bị tim hay bị gì, không có biết bệnh luôn. Cuối cùng cái đêm hôm đó em bị mờ mắt rồi. Lúc đó mới mời bác sĩ bên Từ Vũ qua hội chẩn, đó là bác sĩ bên Từ Vũ mới quyết định là nhận về điều trị cho vợ em. Đêm hôm đó bác sĩ cũng trả lời cho em biết luôn, đó là vợ em phải ngưng mang thai mới có thể khả năng là điều trị khỏi được. Tại vì lúc đó thì bác sĩ nói là em biểu hiện của tiền sản giật là phải chấm dứt thai kỳ liền để mà trị cái bệnh của em. Rồi sau đó mà khi em sanh xong thì xét nghiệm máu lại là mới biết em bị lupus ban đỏ của biến chứng thận. Rồi lúc đó là phải điều trị cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà bây giờ bệnh tình đã bây giờ ổn định rồi. Ổn định rồi thôi, xong hết đi rồi hãy có em bé đúng không? Dạ. Lúc đó thì hai vợ chồng cũng chuẩn bị này nọ để mà chào đón em bé ra đời. Tại vì ông xã em thì ảnh cảm giác được ảnh sẽ trưởng thành hơn. Lúc đó em cảm giác được ảnh lo cho em và con nhiều lắm. Em thì em hiếu lòng nhưng mà ảnh cố gắng động viên em. Ảnh nói là cái gì tới thì tới, thành thử ra mình có lo hay không lo gì nó cũng tới với mình thôi. Ảnh là người động viên em rất là nhiều trong cái lúc bệnh đó. Nhưng mà yên tâm, tại vì biết sao không, hai đứa mới có 26 tuổi à. Dạ. Thì còn rất là trẻ, không vấn đề gì hết. Vậy là anh chồng này là quá tốt rồi đúng không? Không có cái gì đáng để mà em giật mặt rồi đúng không? Dạ có, ông xã em thì ảnh giúp em làm việc nhà, rồi cũng lo lắng cho em, cũng thương em thật tâm. Nhưng mà có một chuyện em không thích nhất, đó là ảnh ghiền ngủ. Tức nghĩa là buổi sáng thay vì ảnh thức trước thì em lúc nào cũng là người thức trước. Em làm xong vậy người em vô em kêu ảnh, ảnh mới thức. Em nói với ảnh đó, cảm giác của em là anh ơi bữa nào anh làm bộ ơi, anh làm bộ anh thức trước đi. Rồi cái em ngủ trong này nè, anh vô anh kêu em dậy, tặng cho thử em biết cái cảm giác của cái người thức trước làm sao. Còn cái nữa là ảnh
phim hoạt hình 7 viên ngọc rồng dữ thần lắm. Mà có đi coi lại hoài hay sao? Không phải, ví dụ như hôm nay là chủ nhật, hàng tuần là ở bên Nhật người ta phát sóng cái tập đó đó, là ảnh ngồi điện thoại ở nhà là ảnh canh, ảnh tìm cái địa chỉ đường like hay cái làm sao không biết để ra được cái tập phim đó đăng anh coi. Tới giờ luôn hả? Dạ, hiện giờ là vẫn còn ghiền phim đó dữ lắm. Bây giờ tới tập mấy ngàn rồi em? Chiếu phần mới hả? Nhóc phần hết rồi. À, rồi còn vậy vợ là em còn sao? Tốt lắm. Từ khi cưới nhau tới giờ thì vợ em bình thường rất là ok, mọi chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà chỉ có khi cái là giận nhau á, là nóng tính dữ thằng lắm. Với lại đã lúc giận rồi là phải đòi nói chuyện cho ra lẽ. Phải nói liền. Có ghen không? Có ghen chứ. Khi cưới nhau trong cái ngày cưới á, bạn bè em chụp hình nhiều lắm. Vậy đó mà mấy ngày sau khi cưới lật điện thoại em ra coi hình là gặp tới câu này là phải hỏi. Hỏi tại sao phải chụp hình với người này, chụp hình sao thân dữ. Tại vì chụp mà ảnh đứng chụp bình thường thì em không ghen, mà ảnh đứng chụp là ảnh em ôm eo của cái bạn nữ khác. Mà bạn nào cũng ôm chứ, thành thử em mới thấy kỳ cục. Tại vì ta ôm mình. Chính ra bạn nào cũng ôm là không có vấn đề gì hết trơn á. Chỉ ôm một bạn thôi á, thì cái đó là em mới nên ghen. Chứ còn ai cũng ôm đâu sao đâu. Rồi bây giờ em mong muốn mà xã thì đổi điều gì? Mọi chuyện vợ em thì đã tốt hết rồi. Chỉ duy nhất là em mong muốn vợ em đó là, nhất là lúc giận nhau thôi. Giận nhau thì chuyện nào bỏ qua được thì bỏ. Chứ đeo mà nói kiểu đó là chỉ nói càng nói là càng cãi thôi. Ngoài ra thì hy vọng vợ em là bây giờ cứ an tâm mà trị bệnh. Chỉ cần đợi hết bệnh nữa thôi là gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới. Là mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Còn em? Còn em thì em mong muốn là ông xã em bớt sử dụng điện thoại lại. Rồi em mong là ảnh có thể nghe em nói nhiều hơn. Tại vì đôi khi anh nói là cái gì anh không biết á thì mình nói cho anh biết, thành thử ra tâm tư nguyện vọng của em. Ví dụ như hôm nay 8 tháng 3 em muốn anh ơi em muốn có quà hay có hoa gì đó, muốn một chút gì đó bất ngờ cho mình xíu. Tại vì mình cũng vợ, mình cũng là người phụ nữ của ảnh, thành thử ra tặng cho mình hay là tạo niềm vui cho mình thì chắc chắn ảnh cũng sẽ là người vui thôi à. Nhưng mà đúng là những ngày lễ em nên lãng mạn chút xíu để cho vợ có tinh thần, vợ cảm thấy hạnh phúc rồi điều trị bệnh cho nhanh, đặng mà có em bé cho em, đúng không? Chứ còn vợ chồng em thì hiện giờ cái cần thiết nhất là cái phải yêu thương nhau, phải lo lắng cho nhau, nhất là về mặt sức khỏe của vợ. Nói tóm lại là trong thời gian này em phải dưới cơ vợ em một chút, nhường cổ một chút. Dạ. Trước khi bệnh hay sau khi bệnh gì em cũng vậy không? Dưới cơ đúng không? Thầy dậy đi. Nói chung là hy vọng là sau chương trình này về, vợ em sẽ cải thiện tất cả mọi thứ để mà có được sức khỏe thật tốt. Dạ. Và mau chóng có một thành viên mới để cho vợ chồng đã hòa thuận hạnh phúc rồi sẽ nhân đôi. Dạ. Tất cả những niềm vui đó. Yeah. Chào hai bạn. Xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em 21 tuổi, hiện tại em đang làm ở trường Đại học Ngân hàng. Em là Nguyễn Duy Thuần, 29 tuổi, cũng đang công tác ở trường Đại học Ngân hàng. À, chắc lẽ là hai bạn đi rút tiền ngân hàng cho nên là gặp nhau đúng không? Dạ không, trước đó là em làm cái hệ khác chứ không phải là bên trường. Hệ khác là đâu? Dạ, hướng dẫn viên du lịch. Năm đó là năm em 17 tuổi, em bị ép đi du lịch cùng với gia đình. Chồng em là hướng dẫn viên của cái tour đó. Làm hướng dẫn viên du lịch là chắc chắn là sẽ rất đẹp trai, rất là thu hút mọi người. Dạ không, lúc đó em nhìn chồng em nhìn mặt ngố lắm. Hả? Nhìn xấu lắm. Ủa, những cái ấn tượng đầu tiên của em về chồng là như vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì ấn tượng của em về vợ em lúc đó là như thế nào? Nhìn cô này tiểu thư lắm. Đồng quay à. Có nghĩa là cái ấn tượng của em đầu tiên là mỉm mỉm dễ thương. Dạ. Tiểu thư. Ủa rồi cuối cùng thì làm sao mà tụi em quen nhau được? Sau cái chuyến du lịch đó một tháng thì em bắt đầu nhắn tin cho anh hướng dẫn. À. Ủa lý do? Chia tay với bạn trai em buồn quá không có gì làm. À. Mà nhắn gì cho ảnh vậy? Em nhắn hỏi anh khỏe không? Rảnh rỗi ra uống cà phê với em không? À. Rồi câu trả lời sao? Anh khỏe. Anh không rảnh. Anh khỏe mà anh không có rảnh. Rồi cuối cùng là có uống cà phê không? Dạ có. Cũng kèo kèo ra uống cà phê được một lần. Cái bữa ra uống cà phê á, anh nói là bé đừng thích anh nha, thích anh khổ lắm á. Trời, sao chảnh dữ không? Em có nguyên tắc rằng là không quen khách của mình. Cho nên em rất là ngại cái chuyện đó. Với lại cô này còn bé quá, cho nên là em phải cảnh báo trước. Hèn gì mà bây giờ em đổi nghề rồi, em đã phá vỡ cái nguyên tắc của em. Vậy thì sau đó ai là người cưa? Dạ thì đấy. Em bên đây, dạ. em là người cưa. Dạ. À. Cưa trong bao lâu? Cái lúc mà em nghe ảnh cảnh báo em á là lúc đó 17 tuổi mà em chỉ suy nghĩ có đúng một câu à thách thức mình. Ừ được, thách thì chịu. Vậy là em bắt đầu em lên kế hoạch em cua mà cũng đâu có dễ cua đâu chị. Liên tục trong vòng 6 tháng trời đúng 7 giờ rưỡi sáng là anh sẽ nhận được cái tin nhắn mà em không có nhận được câu trả lời. Tin gì? Đầu tiên thì vẫn còn nhắn hỏi khỏe không, có dạo này đi đâu, nhưng mà riết hồi em thấy anh không trả lời nên em
có gì em bực bội trong ngày em đem nhắn hết, nhắn thành thói quen luôn. Cái số điện thoại trút giận của em. Dạ đúng rồi. Gần như là hộp thư để mà giải tỏa stress của em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có tình cảm gì với vợ em không? Hoàn toàn không, tại vì em thấy đây là sự khủng bố của mình. Nhưng mà rốt cuộc cũng quen 6 tháng đó, lúc nào cũng nhận được cái tin nhắn hỏi thăm mình, cảm giác rằng cũng có người quan tâm tới mình. Cái không lâu lâu mà một ngày mở lên không thấy tin nhắn cũng hơi buồn. Cũng hơi thiếu thiếu một cái gì đúng không? Dạ, vậy đúng. Thì đến bao lâu thì anh này anh mới trả lời? Sau 6 tháng thì anh hẹn em ra uống cà phê luôn. Sau lần đi uống cà phê đó em lập kế hoạch 2. Vậy kế hoạch 2 của em là gì? Khủng bố ảnh bằng những thứ rất là ngọt ngào. Khủng bố bằng gì? Kẹo. Cô khủng bố em bằng kẹo. Tặng liên tục hả em? Dạ không, khoảng chừng 2 tuần em tặng cái bọc cỡ như vậy nè, cỡ trời ơi ký á. Dạ hả? Mà ngộ lắm nha, người ta gọi điện nhắn tin không trả lời, nhưng mà gọi điện cái anh ra nhận quà ra liền. Ra liền. Dạ. Em nhận quà trong bao lâu á thì em cảm thấy là em có một cái tình cảm nó khác đi một chút đối với vợ em? Dạ, thật sự lúc đó thì em nhận chắc cũng một tháng mấy gì đó. Nhưng thật sự em không để ý cô này, em vẫn coi cô này như em gái. Vậy thì anh muốn hỏi là khi nào mà em... Khi nào thì để mà em có một cái cảm nhận khác về cái tình cảm không phải là anh em? Có một cái sự cố, đó là một cái đợt đi tour miền Trung. Thì trong khoảng thời gian đó thì em bắt đầu đổ bệnh, bệnh trái rạ, thủy đậu. Trên đường đi thì nó lạnh, cảm giác lúc đó là tủi thân thật. Sau đó ảnh về, ảnh nhắn một câu đó là anh đang bị trái rạ à, nên thôi anh tắt máy. Còn em thì nghe xong câu đó em người trời. Không, anh biết không, trong lúc mà đàn ông người ta yếu đuối nhất thì rõ ràng đó là một cái cơ hội của mình. Rồi. Đó rồi. Nên sau đó anh tắt máy khoảng chừng tháng thì em bom tin nhắn ảnh tiếp. Sau một tháng đó là bọn em mới bắt đầu đi chơi, tức là đi coi phim. Thì lần đó là em chính thức là em tấn công. Trong cái rạp coi phim á, lúc mà anh không để ý em chỉ chở lung tung, anh nhìn qua bên kia kìa em hung ảnh cái chóc một cái ngày mai. Vậy đó. Sau khi bị hung cái chốc bất ngờ đó thì sao? Em không còn gì để biết gì hết, em cứ đơ ra luôn à. Rồi em có. Lúc đó là không có chuẩn bị tâm lý trước cũng không biết sao. Còn em thì sao? Em là người tấn công mà nên em vui lắm. Rồi rồi rồi, sau cái nụ hôn bất ngờ cái chốc đó thì em đã có tình cảm với cô này chưa? Dạ chưa luôn. Vẫn chưa? Chưa. Trời xong lì dữ không? Em bền bỉ dữ vậy trời. Không, mà thật ra em cũng có nghĩ một tí. Sau cái khoảng thời gian mà em nằm ở nhà gần một tháng khi mà đổ bệnh, em mới nghĩ rằng là tại sao mình không cho mình một cơ hội. Ngoại trừ mẹ mình đang chờ mình ở nhà thì có một người khác chờ mình. Thôi thì thử thôi xem như thế nào. Nhưng mà cô này còn nhỏ quá, phải chờ chứ phải giữ ở cái mức đó. À, rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình? Em đâu có tỏ tình đâu. Bên đây ừ. Tỏ tình từ lúc 17 tuổi tới 18 tuổi cũng không, chưa không. Có đổ thì nữa. Thì đến khi nào mà em này đổ rồi đó và em chủ động em tỏ tình với cô này á? Đó là cái kỳ thi, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp của vợ em. Trước đó thì cô có nhắn rằng là thôi thì để cho em 2 tuần để em ôn thi. Một tuần. À, một tuần để ôn thi. Trước ngày thi một tuần thì em cũng muốn gọi là động viên. Thật sự lúc đó em cũng mở lòng rồi. Thì chở cô ra công viên 30 tháng 4. Làm gì ngoài đó? Nắm tay. nắm tay có bất ngờ giống như là em dẫn đi vô coi phim mà. Trời, không có chụp không? Em nói thiệt chứ đến cái lúc đó em cũng không nghĩ là em đã cua được ảnh nữa. Có nghĩa là chồng em chủ động nắm tay em. Dạ đúng rồi. Và lúc đó em đơ người luôn. Ngày hôm sau lúc mà em đi thi á, em nói ai cũng không có ai tin hết. Rõ ràng em nhìn thấy tờ giấy thi nó màu hồng. Em nhìn ngoài trời em cũng thấy nó màu hồng. Em cứ lân lân vậy suýt tí nữa em thì rớt. Vậy là lúc đó em 18. Gặp 18 thì cũng 6 năm rồi đó. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn chính thức kết hôn? Năm 2011. Rồi trong cái đám cưới đó vui không? Trước khi cưới thì bọn em có làm một cái bản hợp đồng hôn nhân. Có 10 điều của vợ quy định và 10 điều của chồng quy định. Đúng ra là vợ chồng em tính ra phường chấn luôn. Nhưng mà thấy hoành tráng quá nên thôi. Ví dụ như một năm anh phải cho em đi du lịch 2 lần. Không có con không cái. Không có con cái đi theo. Hai vợ chồng mà có cãi nhau không được giữ im lặng cho quá khỏi 9 giờ đêm. Rồi có cái điều gì mà có lợi cho chồng không em? Em không có nhớ 10 điều ảnh quy định, em chỉ nhớ có mấy điều em quy định thôi. Ví dụ em quy định với ảnh là trước khi mà ảnh đi nhậu thì anh phải báo trước em 6 tiếng, không có trường hợp ngoại lệ. Rồi. Rồi, hai bạn có điều gì bất ngờ sau khi hôn nhân không? Khắc khẩu. Chưa. Con mình trước. Em cưới chồng là ngày 1 tháng 10. Thì đến 30 tháng 10 là em biết là em có em bé. Em mang thai có 8 tháng thôi nhưng mà sinh nó ra đến 3,6 lần. Nên không ai tin em. Tức là sanh non mà là, dạ, đúng mà rồi. Tới 3,6. Dạ đúng rồi. Cha vậy sanh đúng ngày thì mấy ký trời. Dạ sau khi 3. Nghĩa là lấy một cái là có con liền đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như có bầu liền luôn đó. Nên nói với ai cũng không có tin đó đó. Toàn người nói vợ chồng mày chắc ăn cơm chứ kẽn rồi. Sau cái vấn đề mà con cái đó thì hai bạn có gì bất ngờ nhau? Vợ chồng em hoàn toàn khắc khẩu.
khắc khẩu từ những cái chuyện nhỏ nhất cho chuyện lớn nhất. Ví dụ như về cái chuyện con em ai nấu ăn cho bé, chồng thì nói là muốn chị chồng nấu, em thì nói muốn mẹ em nấu, cũng cãi nhau cả tuần. Em nghĩ rằng là có con rồi cho nên là mọi thứ nó sẽ phải vô ba rem, cô lại càng ngày càng đã phá chuyện đó. Thì một người sinh rồi phải có người chăm chứ, làm gì vừa sinh vừa chăm sao chịu nổi. Rồi chồng thì không có đồng ý cái quan điểm đó. Thì em đồng ý, thì em cũng cố gắng hết sức mình để mà chăm con, phụ vợ. Nhưng em muốn là vợ có một chút xíu trách nhiệm. Cổ hay bâng quơ cái chuyện con cái, cho nên phải nhắc nhở thì cãi lộn. Bâng quơ chuyện con cái là sao? Chị ơi, em mới 21 tuổi em lấy chồng, xong rồi em có con luôn. Em chưa kịp chơi gì hết. Giờ khi em xong hết nhiệm vụ làm mẹ, làm vợ, giờ em bắt đầu em phải đi chơi. Trời ơi, bây giờ mới chơi đó. Rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng. Bây giờ chơi làm sao? Lâu lâu em chỉ đi gặp bạn bè, nhưng mà đi riết hồi thì chồng em nổi quạo. Chị hiểu rồi. Hiện giờ cái vấn đề mà chăm sóc gia đình con cái á, thì tỷ lệ là bao nhiêu? 73. Em có cảm thấy vậy nó hơi bị chông chênh không? Dạ không, nhiều khi em thấy cảm giác đó là hạnh phúc. Nếu vậy thôi, có gì đâu khắc khẩu. Nếu mà em đã có cái cảm giác rồi thì kệ chiều vợ em đi, muốn đi đâu cho nó đi đi. Em muốn giảm tỷ lệ ra xuống còn 64. Vậy thì mong muốn hai bạn ở đối phương mình thay đổi là như thế nào? Em mong ông già 70 này sẽ biến lại về cái số tuổi thật của mình. Chứ giờ về nhà mà 70 rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Về tất cả mọi mặt luôn hay sao? Vợ em phàn nàn vậy là chị thấy hơi bị băn khoăn đó nghe. Nghĩa là yếu quá đó hả? Dạ không. Chồng em là bị... Nói chung là cái tính càm ràm của ảnh, cái tính mà lo lắng từng tí của ảnh đó, nên lúc nào ảnh cũng hầm hầm, lùm lùm, rất là khó chịu. À, thì em chỉ muốn ảnh trở về cái tuổi thật của mình với lại đúng cái người mẹ miêu lúc trước thôi. Đúng rồi, đó là cái ông già đó là chỉ trong cái tâm hồn thôi, chưa cần phải gặp bác sĩ, đúng không? Để ở đây là hai người đó, chỉ cần chịu khó, mỗi người giảm đi một chút thôi. Thế còn em muốn vợ mình thay đổi gì? Thì em muốn nghiêng về tỷ lệ 64 nè. Được không cô bé 21? Dạ được. Rồi, xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình rất nhiều. Dạ. Anh ấy có... À, nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn đúng không, không phải là người Việt Nam. Ồ, ủa là anh ấy người... người Pháp hả? Ui. Tức là người Việt gốc Pháp. Ủa, người Pháp gốc Việt đúng không cưng? Hay là người Pháp luôn? Dạ. Gốc Việt luôn ạ. Dạ. Anh... Bonjour. 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 Enchanté. Monsieur, monsieur. Monsieur. Monsieur, madame. Bonjour, monsieur là chào ông, là bonjour, madame. Là chào chị. Đúng không? Chào chị. Oui. Are you... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Are you France? Oui, France. Là chồng em không có nói được tiếng Việt luôn hả? Em có thể nói với ảnh là nói một chút xíu lời chào, dạ. Nói lời chào bằng tiếng Pháp đến dạ. Chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, anh hiểu luôn, anh nói cho chú nghe. J'ai 34 ans et je vis au Vietnam. Thật sự mà nói luôn, anh nghe nó không hiểu. Khó hiểu anh, cô chú? Khó hiểu đúng không? Em chào bằng tiếng Việt đi. À. Ủa, vậy em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ, cũng được. Mình bị trôn mà không biết. Mình bị trôn rồi. Là biết được tiếng Việt. Dạ, cũng được. Dạ. Cũng được. Dạ. Rồi, bây giờ chào dạ. Em. Dạ. Chào vợ em. Chào hai vợ chồng đến dạ. Với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. À, bây giờ chắc lẽ là mời hai em giới thiệu mình. Tự giới thiệu về mình. Nha. Dạ. Mời em. Con chào chú Tư Thường. Chào cô bạn. Chào Khang Giá. Có mặt ở đây, con tên là Đinh Hải Phan, con 34 tuổi. Đinh Hải Phan, Đinh Hải Phan. Dạ, con Đinh Hải. 34 tuổi. Dạ, 34 tuổi. Công việc của Đinh Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. Phụ vợ bán hàng online. Phụ vợ bán hàng online. Dạ, dạ. Tức là em có giới thiệu với khán giả, em có talk trực tiếp với khán giả không? Hay là em chỉ ghi bill thôi? Chốt đơn cơ hả? À. Chốt đơn thôi đúng không? Dạ. Không thì làm sao mà người ta hiểu? Dạ. Thật sự mà người trong công nghiệp thì làm sao mình tự mua được? Rồi, có đi shipper luôn không? Dạ, shipper vòng vòng trong khu á. Rồi nói chuyện người ta hiểu không? Dạ. Giống như lấy tiền này nọ rồi ta hiểu không? Dạ. Nhưng mà khi mà em gặp khách hàng á, mà khách hàng nhận ra được em là người nói chung là người nước ngoài đó. Dạ. Mà nói tiếng Việt không rành á, thì khách hàng người ta có cảm thấy thú vị không? Người ta có hay troll em không? Người ta có hay ghẹo em không?
cho em. Thôi con, dạ, thông cảm cho con là không lấy tiền Việt giỏi. Có khi nào bị lộn tiền không? Có nhận diện cái tiền rành chưa? Giỏi dạ, chưa? Dạ rồi. Dạ. Rồi, có dạ. Lộn tiền không? Không. Dạ, không. Tiền không bao giờ lộn. Dạ. Dạ. Không đảm chị luôn. Cho dù mình là người Việt Nam nhưng mà đi khắp thế giới luôn, mình cũng sẽ không bao giờ lộn tiền. Lộn từ ngữ thôi chứ lộn tiền không có lộn. Rồi, chào Đình Hải nha. Cô Vân ạ, con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á, với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp thời trang và gia đình cuộc sống. Dạ. Dạ. Làm đẹp là như thế nào con? Dạ. Con chia sẻ kiểu như chăm sóc da nè, rồi làm đẹp hàng ngày, rồi có thể là thời trang, rồi quần áo ăn mặc nè, rồi có thể ăn uống tùm lum. Con dạ. Giới thiệu đi kênh gì? Dạ là Ngọc Mỹ Frank á cô. Dạ. Ngọc Mỹ Frank. Dạ, Frank Pháp á cô. Dạ. Ngọc Mỹ là bán dạ. Pháp. Dạ. Đúng không? Con cũng bán chủ yếu là trên YouTube với lại trên Facebook luôn. Dạ, Facebook cũng tên Ngọc Mỹ Frank. Dạ. Chủ yếu là bán đồ mỹ phẩm. Dạ, mỹ phẩm sức khỏe chuyên hàng Pháp về những cái sản phẩm sức khỏe chăm sóc và trong nhà thuốc luôn á cô. Rồi, dạ. Chút lấy số điện thoại. Số điện thoại dạ, con có đem quà cho cô, lấy cô chú anh có thể cho anh. Ok, tự nhiên. Dạ. Rồi, tự nhiên. Hay quá. Gọi là cái người hỗ trợ cô gái này quá hay. Đó là một cái cách mà gọi là rất là dạ, cởi mở cái khách hàng. Dạ. Ngại quá, dạ. Ngại quá. Hay là sản phẩm con lấy trong nhà thuốc Pháp á, thì con gửi cho cô chú cái này là giống như mình ngậm khi mà mình bị đau họng á. Cô hay dẫn chương trình nè, cô chú cũng vậy nè, mình nói đổi đau. Sao hai đứa hay vậy? Dạ. Sáng nay là cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận là đều coi như là đều bị đau họng hết trơn. Cái này dạng sắp ông á cô, rất là tốt. Ok, dạ. Ok, cô cảm ơn dạ, nha. Con chúc cô chú sức khỏe nhiều luôn. Rồi, cảm ơn con, cái này là của Pháp đúng không? Dạ, đúng rồi, dạ. Đây nè, nhìn như vậy là khi nào hết thì mình sẽ phải đến Ngọc Pháp để mình mua. Đúng rồi. Đó. Khoan để từ từ á. Em ngậm liền luôn rồi sao nói chuyện? Kệ nó, anh ngậm xong rồi nút trọng. Wow. Ừ. Trời ơi thơm quá nha. Sao chuyện duyên với em. Trời ơi có cái gì mở da. Nó dạ. Không có ngọt nha. Không có ngọt, rất là an toàn dạ. Ok. Quý vị nào mà thích hàng Pháp thì chúng ta có thể liên hệ với Ngọc Mỹ Phan trên YouTube hoặc là trên Facebook, coi như là mình search ra liền. Đó. Mình đang live stream. Dạ, con không có đụng hàng, em sợ đã la. Dạ. Dạ. Tại em ta dễ thương quá. Cho nên là cho phép Quốc Thượng quảng cáo chút xíu. Đó. Rồi. Có giùm bạn. Đây anh chị, đây. Rồi. Cầm nó công nó sột soạt. Dạ. Rồi. Xin mời em. Mời bạn Trân. Cầm đi. Rồi, bây giờ hai đứa nói làm cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Dạ. Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 kìa chú. Dạ. Như vậy, ô chị, vậy là 10 năm rồi. Đúng dạ. Rồi. Gần 10 năm. Dạ. À. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Xong rồi, năm sau con mới gặp. Lúc đó là con 23, anh này 24 đó. Dạ. Là tụi con lúc đó là Hải đúng không? Dạ Đình Hải. Hải còn vẫn đang ở bên kia đúng không? Dạ. Rồi là Hải kết bạn với bạn này, nhìn qua Facebook rồi kết bạn bạn này. Lý do tại sao? Thấy bạn này đẹp hay là bạn này dễ thương hay như không nào? Không nhớ kết bạn trước. Còn hai vợ con trước. Không nhớ. Bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Rồi sao? Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Có phải là hay là Đình Hải đi thả thính tùm lum á, gặp cô nào đẹp cũng kết bạn hết? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. Sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, dạ. Có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình dạ, có dạ. Thể là có bạn bè mình đúng đi rồi, chơi. Dạ. Rồi để bạn chỉ cho mình Việt Nam như dạ. Thế nào, dắt mình đi chơi đúng không? Dạ. Nhưng trời ơi sao mà hãy khôn quá à. Nữa máy xinh thân là xinh. Bây giờ xinh nghe còn 10 năm trước xinh cỡ nào nữa. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Thực ra con cũng mê làm nữa, tại vì lúc đó con phải lo cho em ở Sài Gòn, rồi con phải vừa đi làm nữa, thì lúc đó thì rất là bận rộn luôn á, con không còn thời gian mà để con suy nghĩ con quen ai khác nữa đó, mình chung tình đó. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi nhưng mà con không có gặp được á, nghĩa không muốn gặp á.
Xong rồi một thời gian sau đó là còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi đó, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con. Thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á. Nên là con cũng buồn buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? Dạ, thấy con ấn tượng như về ảnh không? To cao lắm mà con thì nhỏ xíu. To cao mà nói chuyện lớn, mắc cười lắm nên con cũng ấn tượng. Giống vừa thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là tóc, sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Dùng từ sai á. Dạ, nước thì kêu nước té xuống. Dạ. Còn thế còn mà cái lúc mà thì... cái lúc mà tụi con kết bạn Facebook á, tụi con nói chuyện thì nói bằng tiếng Việt à? Dạ. Hay là nói bằng tiếng Pháp? Dạ, tại con con biết dội hơn nói chuyện á. Biết không bỏ dấu. Dạ. À, vậy đó hả? Rồi con phải phán đoán đúng không? Dạ, biết không bỏ dấu. Ra Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, cũng có. Thấy thấy cô này với trên hình thì sao? Thấy cũng giống. Không giống à? Giống. Nhưng mà con thích cô này liền không? Thấy cô này xinh không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Rồi giờ chú hỏi thiệt nè. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Một hai cô thôi. Dạ. Một hai cô với cô này nữa, ba cô là dạ. Chết rồi. Dạ. Là con về thời gian được bao lâu? Khoảng một tháng. Một tháng mà gặp hơi ba cô là coi như là con quá trời giỏi rồi đó. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ dạ. Mà hai cô kia gặp là cũng là tìm hiểu. Gặp như vậy thôi, bạn bè đi uống cà phê thôi, nói chuyện. Rồi sau đó gặp cô này là bắt đầu thấy có cảm tình với cô này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Gặp một lần rồi sau đó là có đi tiếp Ngọc nữa không? Ngọc kể đi. Dạ, dạ có. Gặp với xong đợt đó con cũng làm trong cái công việc của con á, là có ca làm ngày, có ca làm đêm á. Thì nói chung ngày nào mà làm trễ thì con cũng qua con đi chơi. Tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng người cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi. Thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Kiểu vậy. Tại không biết đi xe đúng không? Dạ. Thì lúc đâu đó... Dâm đi, không dâm đi. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không ai chở đi chơi. Nè, rồi thấy cũng an toàn các bạn rồi nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Mà con thì nhỏ, con chạy xe con chở ảnh ngoài sao á, rất là khó luôn, sợ lắm. Nhưng mà cũng quen chở suốt luôn, bây giờ thì chạy được rồi. Dạ. Nhưng mà để hỏi hồi lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, thì có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Làm sao kể đi. Dạ, thì cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp để chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi xe taxi đi xuống. Trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Trời ơi, con sốc, con đứng hình luôn, con không biết làm gì, con cũng không dám gọi, con không dám làm gì hết mà con đứng con theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau con thấy đưa ra lại đi về. Thôi nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời ơi, sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện là rồi á. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà, anh coi đến người nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi. Chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Nói chuyện rồi. Gì mà có 5 phút? Con cũng nói vậy mà anh cũng nói xin lỗi, năn nỉ đó. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Ủa nhưng mà bây giờ phải hỏi Hải nè. Dạ. Cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nhưng mà sao mà nếu mà nói chuyện ít như vậy tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Mà dắt lên phòng dưới lobby á, mà mắc gì phải dắt lên phòng chia cho bị bạn vợ bạn ghen tuông vậy? Dạ, tại con tưởng dắt như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Sai bằng động từ tua. Dạ, nói phải để ý lắm mới nghe được. Như vậy là nói chung là coi như là thôi tạm
tạm tin rảnh đi. Dạ. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Chị nói thiệt với em, nói chuyện đúng không? Làm biến ghen. Cãi không được, cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Vậy thôi. Với đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Không biết nói gì giờ. Mỗi lần cái chuyện đó là cách đây 10 năm rồi đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy là từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà anh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái á, thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh cũng muốn mở đèn xi nhan cho mình biết rồi đó. Thì trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Dạ con. Rồi xong rồi, xong rồi Hải về. Hải về Pháp. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Wow, như vậy là một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đó, rồi có ghen hờn gì không? Hay có những cái câu chuyện về tình yêu mà yêu xa như vậy không? Có chuyện gì thú vị không? Dạ, đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Con cũng không nghĩ. Thì lúc đó, thời gian đó thì xa nhau mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia thì con thấy con cũng sợ kiểu vậy á. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về á, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn chung một lần luôn cho kết hợp luôn á. Là tụi con làm nhanh gọn lẹ vậy luôn, trong một năm luôn. Dạ, một năm mấy sau là về nộp giấy là đâu mấy tháng là có đám cưới luôn à. Vậy á hả? Dạ. Ủa nhưng mà Hải về Hải nói với cha mẹ thì cha mẹ có nói gì không? À, lúc đó Hải mới có 24 tuổi thôi mà dạ. Đúng không? Cái thời gian đám cưới là bao nhiêu tuổi? Anh 26 tuổi. Một năm sau thì 25. 25, 34 là bao nhiêu năm sau là 25. Ừ. Dạ. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là con về con phải nói với cha mẹ là con có quen một cô bạn ở Việt Nam. Con muốn lấy cô đó làm vợ đúng không? Dạ. Thì lúc đó thì mới chỉ có 24, 24 thôi. 25 rồi. Thì lúc cái con về rồi con nói vậy thì cha mẹ con phản ứng sao? Thì ba mẹ cũng muốn cấp cho con thôi, đồng ý thôi. Muốn cấp vô luôn. Dạ. Mừng luôn. Dạ mừng. Rồi bây giờ còn gia đình của Ngọc thì sao nè? Đó, cái quan trọng là gia đình của Ngọc. Coi như là quen, nhất là nhanh quá. Muốn coi như là lập gia đình sớm quá. Ừ, cái thứ hai nữa lại là rể, lại là người nước nhanh ngoài. Nhanh quá mà lại yêu xa như đúng vậy. Đúng vậy, yêu xa vậy chắc chắn bên gia đình của em là phải gặp nhiều trở ngại đúng không? Dạ thì cũng may mắn một cái là cái thời gian mà ảnh về Việt Nam lần đầu á thì lúc đó mẹ con lại vô trong Sài Gòn để đi lấy vải để về bán á, về quê bán á, thì lúc đó con cũng có kiểu như có đi chơi thì con có bữa đó con có rủ mẹ con ra nè, rồi em với con ra nữa ăn ở trong KFC có ảnh nữa thì à là đã gặp bạn này rồi, mẹ cũng gặp sister thôi mà lúc đó là nghĩ là bạn thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó biết. Là cái mối tình có nghĩa là mới không? Dạ. Mới không việc mà sau đó là thật thẳng vấn đề là phải lấy chồng ở đúng xa rồi. Thì ở nhà có lo lắng. Dạ. Lúc mà ảnh về Pháp rồi á, chúng xác định mà làm giấy, chuẩn bị làm giấy thì con mới nói với chuyện với mẹ con, thì con trình bày như vậy đó. Thì mẹ con cũng nói sao bây giờ chuyển qua bên Pháp luôn rồi, sao xa như vậy, nhà có một đứa con gái thôi. Thì con mới nói là con tự nhiên con thấy con có cảm tình với ảnh rồi, con muốn sống chung gia đình sau này lâu dài á. Thì mẹ con cũng nói thôi giờ thích làm sao thì vậy, mẹ con cũng dễ lắm. Mà gia đình Hải thì đông đông người không? Dạ có 4 anh em trai. À 4 anh em trai nữa. Dạ. Vậy bây giờ hai đứa đang ở đây rồi đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng được ha. Như vậy là Hải có xin với cha mẹ là cho về Việt Nam ở không? Dạ cũng có. Dạ. Anh thích Việt Nam lắm. Dạ. Ừ là cha mẹ đồng ý đúng không? Dạ dạ đồng ý. Như vậy có nghĩa là giấy tờ của con là bây giờ con là bên người Pháp đúng không? Dạ thời gian đó con kết hôn xong á là tháng 5 kết hôn là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ồ đi nhanh dữ vậy. Dạ hả? Con đi con làm giấy tờ con nộp rẹt là ra công hàm là đi luôn à. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Cái này con cũng có thể kể. Tại vì con đi qua bên Pháp á thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu một năm mấy á thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con cũng thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con cũng thích đồ ăn ở đây nữa. Nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Rồi Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Hải chịu luôn. Bị ép hả? Thích lắm rồi đó. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chợ Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Các loại bún đúng không? Dạ, bún nước mắm. Bún mắm luôn. Thích món xiêu. Bún xiêu. Hay quá. Ủa như vậy là
Tụi con là đã có em bé chưa? Dạ con có một bé trai được hơn 3 tuổi. Bây giờ vậy nè, Bin chắc là mình phải chào khán giả. Hỏi tiếp đi chứ. Khán giả đang hào hứng quá. Biết sao không? Mọi người biết sao không? Tại vì á là sau cái phần này rồi á là mình sẽ đến một cái phần rất là gọi là rốt rẽ và rất là hấp dẫn của chương trình. Đó là cái phần mà kể thật xấu. Thì cho nên là nếu như khán giả mình tiếp tục coi ở cái bản full á thì mình hãy lên đâu? Lên trên đài truyền hình HTV7. Đúng kênh rồi. Vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7. Còn nếu như mình không kịp giờ đó thì mình sẽ xem ở đâu? Coi trên YouTube. Đúng rồi, YouTube chỉ cần, MCV đúng đó, không? Chỉ cần lên trên YouTube search thôi. Đúng vợ rồi. chồng son. Vợ Việt chồng Pháp. Đó. Đúng rồi, không cần biết số luôn, sao nhớ được. Dạ. Bây đúng giờ rồi. Là tôi với chị Vân là dẫn cái này là chắc hàng vạn gần cặp vậy không? Kỹ rồi đó, gần một thập không kỷ nhớ rồi. Chỉ cần vợ chồng son, vợ Việt chồng Pháp. Chính xác. Và kính thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian trong buổi trưa hôm nay để xem livestream chương trình Vợ Chồng Son, để thăm phim trường Vợ Chồng Son chúng tôi và được trực tiếp xem tôi và chị Vân ngồi trò chuyện với cặp vợ chồng này. Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ và nhớ xem tập full của cặp vợ chồng này nhé quý vị nhé. Rồi giờ mình tiếp đi. Rồi bây giờ tiếp tục. Là bây giờ tụi con đã có, hiện tại đang có một bé. Dạ một bé trai. Bé trai bé. Bé trai ạ. Mang bao nhiêu tuổi? Dạ hơn 3 tuổi. Là vậy là về Việt Nam mới sinh. Dạ về Việt Nam mới sinh. Là hai đứa bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ con ở bên quận 9 đó con. Quận 9 mua nhà bên đó rồi ha. Dạ con mua chung cư ở bên đó. Mua chung cư rồi. Ok, thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy con. Chờ đợi đúng không? Thích nhất đúng không? Chờ đợi cái gì bây giờ con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chuẩn bị. Anh đó là chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó, nhưng mà con kể những cái tật này nè. Ảnh là hay kiểu như là hay đánh rắm hay thả bom á. Kiểu như là bất chấp luôn. Liếc con kìa. Dạ. Nó hay chọc nha. Con á, thả bom như vậy đó. Trời. Nhưng mà cái tật xấu đó là tạm thời coi như là tật xấu đáng yêu đi. Dạ. Tại vì như vậy là cái nhuận trường tốt lắm á. Dạ. Ba tuổi tốt nha. Nhưng mà thả là thả chỗ đông người hay là chỗ kín đáo? Không, trong nhà thôi. Ra ngoài thì nếp chỗ nào nhưng đó. Nhưng mà là thả khắp nơi trong nhà đúng không? Dạ. Bất chấp luôn đúng không? Dạ. Thôi. Có thể gọi là tật xấu, mà tật xấu đáng yêu. Đó. Tôi gạt đi, tật xấu dễ sợ á. Con thể tật xấu mà xấu quắc á. Dạ có. Ảnh đó là hả? Kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Mặc á mà cũng phải giặt, nhưng mà hả? Mặc suốt à, kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á thì con thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc bộ đồ cái gì, quần thun rộng chút xíu, xong rồi áo con thun giãn mát một xíu, mang dép lào, xong rồi tới chừng con nhìn xuống con thấy con mang giày rồi mặc đầm rồi, con nhìn qua ảnh con thấy hết hồn luôn, con nói ủa sao kỳ vậy, đi chơi mà sao không thích hết vậy, hết chơi vậy. Là quá giản dị. Dạ giản dị lắm, thậm chí là bất chấp luôn. Dạ. Con là bị sai lầm luôn, con nghĩ là Việt Kiều chắc cũng kiểu như là chạy chuốc lắm ha. Dạ bóng bẩy lên á. Thì con thấy là có hai dạng người á, có một người là bóng bẩy, một người là người ta đơn giản, người ta kiểu thoải mái nhất có thể đó. Đúng rồi, thì con là chồng con là thoải mái nhất có thể. Rồi con gì nữa nè. Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm, con thì còn trong nhà là con là người sắp xếp công chuyện là nhiều, còn ảnh thì vô tư thôi. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải, mỗi lần mà con nóng tính nó con hét lên như thế nào? Trời ơi, tiếng Pháp đó. Merde. Chửi tiếng Pháp đúng không? Chửi bằng tiếng Pháp. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp. Đâu thử nha. Lúc Putain, merde. Je l'ai mort. Con hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu vừa tức thêm á. Không phải lúc mà anh vô cái thế tức là anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Quên mất từ tiếng Việt đúng không? Ủa nhưng mà ổng nói gì mỗi lần mà ổng thể hiện như vậy, con nhìn thấy con thấy mắc cười không? Dạ. Hay là con cảm thấy bị tổn thương? Con không bao giờ tổn thương, con thấy mắc cười thôi. Đúng, cô cũng thấy mắc cười đó. Con hiểu gì đâu. Thấy chửi mà cô thấy mắc cười. Như vậy là từ hồi nãy giờ là toàn những cái tật xấu đáng yêu. Đáng yêu không? Đáng yêu không à. Bây giờ con còn một cái gì nữa không? Ví dụ ảnh
anh có lãng mạn không? Người Pháp là quốc, có nghĩa là người dân Pháp. Là một quốc gia mà một cực, quốc kỳ gia lãng mạn. Cực kỳ lãng mạn. Romantics. Nhưng mà anh này là trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Ảnh thì thường thường ảnh không bao giờ ảnh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu. Nhưng mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó thì con cảm giác con thấy ảnh phải chờ con vô xem, ảnh mở sẵn ảnh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Cái đó là lãng mạn. Trời ơi, hú hụ chứ. Ủa không phải, bé này chắc có lẽ là thích cái kiểu mà lãng mạn mà thích mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó. Đó. Dạ. Hoa mùa xuân này cái nhảy nhót cùng uống sâm panh, cùng nói những lời, cùng ngắm hoàng hôn, cùng ngắm bình minh, không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn. Cái đó là một kiểu lãng mạn đó con. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Không, cái đó là thực sự mà. Mà cái thói quen đó mà giữ được cho tới lúc mà mình răng long đầu bạc á là rất tốt luôn. Tưởng tượng hai ông bà cụ á, mà hả, mà cụ bà mà chưa vô ăn là cụ ông không ăn nha. Phải đợi cụ bà vô ăn thì mới ăn. Em là vậy đó chị. Em sau này càng lớn càng ít nói. Nhưng mà có những cái giống như cơm mà dọn lên rồi đó, vợ anh chưa ăn là nó mà. Đúng rồi. Thật sự mà nói luôn. Đó là lãng mạn đó. Tại vì anh cảm thấy nó không có ngon. Đúng. Bố mẹ chị còn vậy mà. Trời đất ơi, ông bà năm nay là 80 mấy rồi mà cứ ông ngồi mà bà chưa xuống là ông không ăn. Bà ngồi mà ông chưa xuống ăn là không ăn. Mà cho dù là bới tô nha, có những lúc mà không có ăn mâm được phải ăn vội á. Hai vợ chồng bới hai tô cơm anh cũng đợi vợ anh cùng ăn, anh mới ăn. Đó, thế vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Thì con có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ con thì con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư. Tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Là phải suy nghĩ sâu sắc một chút xíu ha. Rồi bây giờ tới Đình Hải đó. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Hãy chửi con hoài. Chửi con hoài. Chửi con hoài hả? Con bị tự kỷ luôn không? Tự kỷ. Buồn quá, tự kỷ luôn, bị chửi hoài. Mỗi lần cô ấy chửi con á, là con thấy vui hay là con cảm thấy bị tủi thân? Mệt. Mệt. Chửi hoài. Con có buồn không? Con có buồn không? Có buồn, bình thường tại chửi hoài nữa. Con quen rồi. Thí dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biến nha. Tật làm biến nha. Rồi những cái tật mà làm biến của ổng đó là những cái gì? Dạ thì con á, thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á. Thì mỗi lần mà chưa chưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh là ảnh đang ngủ. Con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á. Thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con. Bỏ con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ lúc, chứ lúc chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không, không đi ngủ. Đúng rồi. Rồi cái tật mà hay chửi con là thật xấu rồi đó. Cô chấp nhận cái đó là thật xấu rồi đó. Rồi, con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Nhìn người ta nấu ăn làm sao, chăm con làm sao, có lãng mạn không? Có ghen không, có lãng mạn không, có chăm sóc con nhiều không? Cũng có làm đoan ngon, chăm sóc con tốt. Ok. Không có gì khác nữa. Có ghen không? Có ghen con không? Cũng có. Ghen sao đâu, kể chuyện ghen coi. Có coi lén Facebook không? Hay có coi những cái gì cá nhân của mình không? Hồi trước có mà giờ tin rồi. Bây giờ tin con rồi đúng không? Tại vì con đâu có cái gì đâu mà để bắt gặp đúng không? Còn tật xấu gì không nè? Chỉ có làm biến thôi đúng không? Chị nghĩ đi. Ủa làm biến là bên này chứ. Ủa quên lộn. Chỉ có cằn nhằn hay là hay nóng chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biến nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn con. Cái gì? Chửi. Ngồi toilet. Ừ, cũng chửi tại vì lâu đúng không? Ngồi toilet. Tại vì nhiều lần á nên sao đi toilet mà trời. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Mắc ý thì đi toilet thôi, không phải con chồng đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả, kệ, dễ thương mà. Dễ thương mà. Anh thấy nó rất là bình thường. Anh dễ thương mà. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mặc bộ một ngày đi mấy lần lận? Một ngày con đi mấy lần? Chắc cũng phải ba lần. Hai ba lần. Một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế.
ăn sáng xong gì, ăn sáng xong gì ấy, buổi trưa dậy xong gì ấy nữa. Là cũng dưới. Bị chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở đúng trong rồi. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Ghiền to lét, ghiền, ghiền to lét. Dạ, may mà nhà có hai cái. Ủa, nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ, thì ảnh cũng chăm nhiều á. Dạ, từ ngày mà có em bé, con công việc con là chính á. Thì ảnh phụ rồi, cho nên là ảnh phụ chăm em bé rồi biết tắm con này rồi thay tã cho con này, chăm sóc con, đón con rồi cũng giỏi lắm. Đó cũng là lãng mạn đó nghe. Đó, phụ giờ. Ông nghe nè, rồi mấy lúc mà con livestream, con bán hàng, con giới thiệu sản phẩm thì ai quay? Dạ, ảnh cũng quay, vậy con để cái chân máy ảnh, con tự quay nữa. Ôi, vậy quá được rồi, hai vợ chồng hỗ trợ cho nhau. Đi tới rất nhiều. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Một đoạn nào đó cũng được. Nó thuộc bài nào không? Thuộc bài hát nào một câu tặng, được. Dạ. Hát tặng khán giả một bài đi. Ok, bài gì ta? Tùng bô la nê rô. Đúng rồi. Đúng rồi đó, cái đúng rồi kìa. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Đó, là chú biết hát. Hay không? Cái nghĩa của bài của con là gì? Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Đi hỏi người ta có phải thầy con? Vậy đó hả? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn. Hồi nãy bước lên là chú tưởng là người Hàn Quốc. Dạ. Đó đó, con cởi cái này ra cái coi. À, Tokyo. Hồi nãy ông mặc cái đồ này, tôi tưởng ông là người Nhật. Dạ. Đó, xong bước lên tôi nhìn cái mặt thì tôi tưởng là người Hàn Quốc. Xong cuối cùng giới thiệu là người Pháp. Đó. Ở ngoài toàn là nói Hàn Quốc thôi. Rồi. Thôi bây giờ nói chung là hai bạn quá đẹp đôi với nhau rồi. Và câu chuyện về vợ chồng cũng rất là hạnh phúc với chính nhau. Chính xác, cũng chồng có gì. Chồng hỗ trợ cho vợ rất là nhiều trong công việc. Và bên cạnh đó, bởi vì cái thuộc tính của người Pháp đó là lãng mạn. Và trong cái đời sống hàng ngày, bằng cái sự chăm sóc, bằng cái sự chia sẻ, anh ấy cũng đã thể hiện được cái sự lãng mạn ở với em rồi. Đó, thì mong rằng là hai vợ chồng sẽ tiếp tục yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau và tiếp tục tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Thực ra con biết không? Nắm tay kìa, nắm tay kìa. Ngọc biết không? Cái cách lãng mạn của chồng con là đúng phù hợp với cái loại người thứ hai mà con nói đó. Có nghĩa là có một loại người thì họ rất là trau chuốt, tức là giống như là họ trau chuốt bản thân họ bóng bẩy này kia nọ, thì họ sẽ lãng mạn theo kiểu như là con tưởng tượng. Tức là hoa nè, rồi nến, đèn cầy, rồi những cái lời mà đẹp đẽ, đúng không? Là hay đẹp lời. Nhưng mà chồng con lại vào đúng cái loại người thứ hai, là thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha. Chồng con rất là lãng mạn luôn á. Nghe chưa? Nghe chưa? Đó là nghe chưa? Thôi bây giờ nè, chú yêu cầu bây giờ tại sân khấu này, con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Và ngược lại, con cũng vậy. Dầu gì cũng là 10 năm rồi, mười mấy năm yêu nhau và lấy nhau. Thôi thì bây giờ nhân cái cơ hội này nói với nhau những gì yêu thương đi. Hãy thể hiện đi, có thể đứng lên. Đúng rồi, yêu thương nhất có thể đó con Hải. Anh muốn nói anh sẽ yêu mệt anh mãi mãi nha. Ôm nhau cái đi. Rồi. Trời, em sẽ yêu mãi mãi. Mãi mãi. Là mãi mãi thiệt đó nghe. Đó. Rồi, xin cảm ơn hai con. Hai chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.